Hôm nay tổ chức một cái buổi chụp kỷ yếu cho các con. Lúc đến sân trường ấy, nhìn thấy các bạn nữ thì mặc áo dài trắng và các bạn nam mặc vest ấy. Cảm giác như là bọn nó sắp tuột khỏi tay mình. Rất là đẹp trai. Nữ thì rất là duyên dáng, bạn nào trang điểm rất là xinh. Xong mình nhìn chúng nó, mình nhìn mình, đúng là mình già thật rồi. Mong rằng là các con lớn và trưởng thành. Và nếu mà ở góc thỏ đó làm nhận là con nuôi của cô thì rất sẵn sàng. You make them tell you, then tell me she ain't for you.